Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô chờ chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở phân môn tập đọc lớp 1. Tiết học này chúng ta chuyển sang một chủ điểm mới. Đó là chủ điểm thiên nhiên đất nước. Thiên nhiên thì bao gồm cây cối, hoa lá và những hiện tượng thiên nhiên như là mây mưa, sấm chớp. Tiết học hôm nay, chúng ta đến với bài tập đọc đầu tiên của chủ điểm thiên nhiên đất nước. Các con hãy quan sát và cho cô biết bức tranh sau đây vẽ gì nha. À, tranh vẽ bà, cháu và con mèo. Ở xa xa là ngôi nhà của hai bà cháu và đây là cây hoa ngọc lan. Đây là hoa ngọc lan đó các con. Muốn biết hoa ngọc lan gắn bó với bạn nhỏ như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài đọc Hoa ngọc lan. Bài Hoa ngọc lan ở trang 64 sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 lớp 1. Các con hãy mở sách ra đi nào. Bây giờ cô sẽ đọc. Các con hãy chú ý lắng nghe. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Thế bài Hoa ngọc lan có mấy câu? Các con hãy xác định số câu trong bài Hoa ngọc lan đi nào. Như vậy, bài tập đọc Hoa ngọc lan có 8 câu. Cô khen những bạn nào đã xác định đúng số câu giống cô nè. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các con xác định được số câu trong bài tập đọc Hoa ngọc lan. Vậy trong những câu đó có những từ nào khó đọc thì cô và các con cùng nhau luyện đọc một số từ khó có trong bài Hoa ngọc lan nhé. Từ đầu tiên đó là hoa ngọc lan. Trong từ hoa ngọc lan thì tiếng lan có vần an. Các con hãy đọc lan. Tiếp theo đó là tiếng hoa. Tiếng hoa có vần oa. Các con hãy đọc lại nào. Hoa. Hoa ngọc lan. Tiếp theo đó là từ bạc trắng. Trong từ bạc trắng, chú ý âm trờ. Khi đọc chúng ta đánh lưỡi lên. Trờ, trắng, bạc trắng. Từ tiếp theo đó là từ xanh thẫm. Từ xanh thẫm, chú ý tiếng thẫm. Tiếng thẫm có vần âm và thanh ngã. Chúng ta đọc là thẫm, xanh thẫm. Duyên dáng. Trong từ duyên dáng, các con hãy chú ý tiếng duyên. Tiếng duyên có vần uyên. Uyên, duyên, duyên dáng. Cuối cùng đó là từ ngan ngát. Trong từ ngan ngát, các con chú ý tiếng ngát có vần át. Ngát, ngan ngát.
Lớp chúng ta cùng nhau đọc lại những từ này một lần nữa. Hoa, ngọc, lan, bạc, trắng, xanh, thẫm, duyên, dáng, ngan, ngát. Các con hãy đọc lại đi nào. Vậy là chúng ta vừa luyện đọc một số từ khó trong bài. Bây giờ lớp chúng mình cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài nhé. Câu 1. Các con lưu ý khi đọc câu 1, các con nhớ đọc luôn cả phần tựa bài nha. Hoa ngọc lan ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Các con lưu ý khi đọc chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và dấu chấm nha. Ở câu 1 thì chúng ta sẽ nghỉ hơi sau dấu chấm. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 2. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Ở câu 2 thì chúng ta sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm. Cô đọc lại câu 2. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Tiếp theo là câu 3. Ở câu này thì chúng ta sẽ ngắt hơi hai chỗ và nghỉ hơi sau dấu chấm câu. Bây giờ chúng mình cùng đọc. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Chúng ta qua câu 4. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Chúng ta nghỉ hơi sau dấu chấm. Luyện đọc câu 5. Ở trong câu 5 này thì có một dấu phẩy và một dấu chấm. Chúng ta sẽ ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Các con hãy đọc lại câu 5 nào. Tiếp theo câu 6. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc câu 7. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Chúng ta nhớ ngắt nghỉ hơi đúng vị trí nha. Và chúng ta luyện đọc câu cuối cùng. Ở câu này thì chúng ta sẽ ngắt hơi hai vị trí dấu phẩy và nghỉ hơi kết thúc câu. Vào mùa lan sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Các con hãy luyện đọc lại câu 8 đi nào. Bây giờ cô sẽ luyện đọc lại cả bài một lần nữa. Các con hãy chú ý lắng nghe nha. Hoa ngọc lan ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao to, vỏ bạc trắng. Lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc từng câu trong bài. Bây giờ mình cùng nhau luyện đọc đoạn nhé. Các con hãy quan sát lại bài Hoa Ngọc Lan và cho cô biết bài Hoa Ngọc Lan này có mấy đoạn. À, bài Hoa Ngọc Lan này có 3 đoạn. Đoạn 1 là dòng chữ màu xanh.
bắt đầu từ ở ngay đầu hè cho đến xanh thẫm. Đó là đoạn 1. Đoạn 2 là những dòng chữ màu đỏ. Hoa ngọc lan lấp ló cho đến khắp vườn, khắp nhà. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Như vậy, mình vừa xác định đoạn trong bài. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn nhé. Các con hãy luyện đọc cùng cô đoạn 1 nào. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Các con hãy đọc lại đoạn 1. Tiếp theo mình sẽ luyện đọc đoạn 2. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh tránh ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Các con hãy đọc lại đoạn 2 đi nào. Bây giờ con hãy lắng nghe cô đọc đoạn 3. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Các con luyện đọc đoạn 3. Bây giờ cô và các con cùng nhau đọc lại toàn bài nhé. Hoa ngọc lan. Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm. Hoa lan lấp ló qua kẽ lá, nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. Bây giờ các con hãy quan sát bài Hoa ngọc lan. Trong bài có một số từ cô đã luyện đọc cho các con rồi. Bây giờ cô muốn giải nghĩa cho các con để các con dễ hiểu hơn. Từ đầu tiên đó là từ xanh thẫm. Xanh thẫm là màu xanh như thế nào? Các con hãy quan sát. Đây chính là màu xanh thẫm. Tiếp theo, cô giải nghĩa từ lấp ló. Vậy lấp ló là như thế nào đây? À, lấp ló có nghĩa là ló ra rồi khuất đi, khi ẩn khi hiện. Từ tiếp theo đó là từ ngan ngát. Ngan ngát có nghĩa là mùi thơm dễ chịu, lan tỏa ra xa. À, và hoa ngọc lan này có mùi hương rất là dễ chịu ha các con. Cô vừa giải nghĩa cho các con một số từ để các con dễ hiểu hơn. Bây giờ mình cùng nhau đọc lại cả bài Hoa ngọc lan một lần nữa nào.
Cô vừa hướng dẫn cho các con luyện đọc. Bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài nhé. Chúng mình cùng tìm hiểu hai câu hỏi liên quan đến nội dung của bài nhé. Câu hỏi 1. Nụ hoa lan màu gì? Nhiệm vụ của các con là chọn ý đúng. A. Bạc trắng. B. Xanh thẫm. C. Trắng ngần. Để trả lời được câu hỏi này thì các con cần phải đọc lại đoạn 2 của bài Hoa Ngọc Lan. Các con hãy đọc thầm đoạn 2 đi nào. Sau khi đọc xong, chắc chắn các con đã có được câu trả lời rồi đúng không nào? Vậy nụ hoa lan màu gì? Đáp án mà các con chọn đó là đáp án C. Vậy nụ hoa lan màu trắng ngần. Các con đã nhớ chưa nào? Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Hương hoa lan thơm như thế nào? Vậy theo các con, để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cần phải đọc thầm lại đoạn mấy? Chúng ta cần phải đọc thầm lại đoạn 2 luôn. Bây giờ các con hãy đọc kỹ lại một lần nữa nào. Vậy câu trả lời của chúng ta là hương hoa lan thơm ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà. Vậy sau khi học xong bài tập đọc Hoa Ngọc Lan, con thấy hoa ngọc lan ở nhà bạn nhỏ đẹp không? Nhờ có cây, có hoa sẽ làm cho cuộc sống của chúng mình thêm sinh động, đẹp hơn đúng không các con? Vì vậy các con lưu ý, chúng ta không được bẻ cành nè, hái hoa ở trường cũng như ở công viên và những nơi công cộng khác nhé. Các con đã nhớ những gì cô dặn chưa nào? Kết thúc bài học của ngày hôm nay, các con sẽ có một nhiệm vụ đó là đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của bài Hoa Ngọc Lan. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Câu 1. Tìm và gạch dưới tiếng trong bài có vần ấp. Các con hãy đọc kỹ lại bài Hoa Ngọc Lan một lần nữa và nhớ là dùng thước và bút mực gạch dưới tiếng mang vần ấp nha. Câu 2. Nụ hoa lan màu gì? Ghi dấu X vào trước ý trả lời đúng. Nhiệm vụ của các con là sẽ đánh dấu X vào ô nào mà chúng ta chọn là đáp án đúng, ý đúng. Câu 2 thì sẽ có 2 câu, câu A và câu B. Các con đã nhớ chưa? Và câu 3 là em hãy vẽ và ghi tên một loài hoa mà em yêu thích. Các con yêu thích loại hoa nào? Thì các con sẽ vẽ loài hoa ấy vào đây được không? Và trong phần dặn dò, các con có một phần bài tập nhỏ đó là tập đồ chữ hoa E, E. Các con hãy dùng bút mực và đồ lại cho thật đẹp theo các nét của chữ hoa E, E nha. Và sau khi các con hoàn thành phiếu bài tập xong, các con nhớ là đưa cho bố mẹ kiểm tra, sau đó các con chụp hình gửi cho cô và lưu phiếu bài kiểm tra đó vào trong bìa nút nhé. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Cô chúc cho các con luôn chăm ngoan học giỏi trong những giờ học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các con.